Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình. Mình là Ngọc Phước đây, tỉnh Tây Anh. Sáng nay thì mình lại cầm máy đi quay cho các bạn tiếp. Xin lỗi các bạn vì hơn một tuần qua mình không quay một cái clip nào cả. Có một cái lý do để mình biện hộ cho cái vấn đề này luôn á các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là mình kể ra cho các bạn biết thôi chứ mình cũng chả biện hộ làm cái gì cả. Đó chính là trong hơn một tuần qua các bạn, mình sống trong cái cảm giác mình là một F1 nguy cơ cao. Tại sao? Thì để mình kể cho bạn nghe câu chuyện này luôn. Trong cuối video trước á, mình có nói cho các bạn là mình đi test Covid rồi mình qua công ty đúng không? Hôm đó mình test Covid để làm cái gì? Thì thực ra là hôm đó mình đi khảo sát công trình các bạn. Mình cùng thêm một anh kỹ sư bên cơ đi khảo sát công trình. Thì mình là bên điện các bạn ha, mình giám sát điện thì mình sẽ đi cùng với một anh cơ nữa. Tại vì cơ với điện họ sẽ kết hợp với nhau á để làm những cái hệ thống, chuỗi hệ thống tự động được các kiểu cho một cái công trình nào đó, cho một cái công ty nào đó ha. Hai anh em mình đi khảo sát. Và một điều đặc biệt hơn đó chính là xin xe ô tô của công ty cùng thêm một anh tài xế nữa các bạn. Và thêm một anh bảo trì nữa chứ. Đó là 4 người trên một chiếc ô tô. Đi khảo sát các bạn, ngày hôm đó thì mình chỉ đi khảo sát thôi chứ mình không có làm gì ở xưởng hết á. Là 4 người mình đi khảo sát các bạn, test Covid trước khi đi nha. Thì test Covid thì tất cả đều là âm tính hết. Sau khi mà test Covid xong đúng không, thì 4 người, nói chung là 4 anh em lên ô tô và đi. Thì trong chiếc ô tô thì các bạn biết rồi, cái không khí trong đó thì nó đối lưu cái kiểu gì đó, nó tuần hoàn trong đó thôi chứ nó làm gì mà. Thì có vấn đề là lấy gió nội, lấy gió ngoại đó. Nhưng mà nói chung là không khí mọi người thở ra và hít vào nó là một chung một loại không khí đúng không. Thì mọi người cũng nghĩ là chả sao cả. Đi khảo sát về xong rồi còn rủ nhau đi uống cà phê nữa các kiểu nữa cơ. Rất là vui vẻ các bạn. Đến sáng hôm sau khi test Covid lại, thì một anh trong số 4 người, không phải mình nha các bạn, nếu như mà là mình thì bây giờ mình không có quay được rồi. Thì một trong 3 người còn lại dương tính với Covid các bạn. Hai vạch, test ra hai vạch. Và thế là 3 ông còn lại các bạn, trong đó có mình và hai anh nữa, đã phải nơm nớp lo sợ, sống trong khoảnh khắc, gọi là sống trong cảm giác là F1 nguy cơ cao các bạn. Tại vì sao? Nếu như mà các bạn là F1 á, các bạn chỉ là tiếp xúc bình thường thôi, như kiểu là các bạn bịt khẩu trang, bạn nói chuyện với người ta thôi á, thì cái khả năng các bạn lây á nó thấp hơn so với mình. Đó là mình ngồi chung ô tô các bạn, anh em trong công ty ngồi chung ô tô thì đi trên đường á, hít thở bao nhiêu thứ các bạn, rồi còn nói chuyện các kiểu nữa, uống cà phê chung nữa các bạn. Đó rồi quán cà phê, uống cà phê nữa. Thì các bạn nghĩ nha, đi khảo sát công trình xong, ăn trưa xong rồi đi uống cà phê thì làm gì mà mang khẩu trang. Nhưng mà hên cái là đi uống cà phê chứ không phải đi nhậu. Ví dụ mà là đi nhậu á là chén anh chén tươi rồi ly anh ly tươi, mời qua mời lại là chết rồi. Nhưng mà thật ra là uống cà phê thì mỗi người một ly, còn ngồi cũng có khoảng cách nên là cũng đỡ. Thì sau từ hôm đó tới giờ là cũng 8-9 ngày rồi các bạn. Hình như là 9 ngày, hôm nay là tới ngày là 9 ngày rồi. Ngày mai mình đăng video là 10 ngày. Thì từ hôm đó đến giờ là mình test Covid liên tục luôn. Cứ 2 ngày mình test một lần, 2 ngày mình test một lần. Những ngày mà nguy hiểm á, như kiểu là ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 á, là một ngày mình test một lần các bạn. Thì tất cả đều trả về cho mình là kết quả âm tính chứ không có dương tính. Và những anh mà đi chung với mình á thì tất cả đều là âm tính hết. Rất là may luôn các bạn. Nên là bây giờ mới có dịp quay video lại cho các bạn. Chứ trong một tuần qua mình đâu có dám làm cái gì đâu. Tại vì á, nếu như mình thông báo cho các bạn á thì mà chưa kết quả cụ thể á, thì các bạn kiểu như là mình lo và các bạn cũng nghe xong các bạn cũng thấy sợ nữa, đúng không? Nhưng mà mình thì mình thấy nó cũng qua rồi và nó cũng ổn rồi các bạn. Rồi thôi, hôm nay quay lại với vấn đề chạy xe côn tay nhé. Thì hôm bữa mình có đọc được một câu hỏi của một bạn comment cho mình. À quên lộn, một bạn inbox cho mình mới đúng chứ không phải comment nữa. Đó là bạn đó nói là anh ơi, anh chỉ cái đường nó khó như vậy á, thì lần đầu tiên anh chạy qua anh có rà côn không? Hay là lần đầu tiên anh vượt qua nó một cách bình thường đơn giản luôn? Thì mình nói nha, tùy kỹ thuật của từng bạn, tùy sự chú ý tập trung khi chạy xe của các bạn mà lúc đó các bạn có rà côn hay không. Như mình nhá, nếu như lần đầu tiên mình chạy qua chỗ đó nó khó, mình không hề biết nó khó, thì chắc chắn mình sẽ rà côn. Nhưng mà cái lần rà côn đó nó sẽ giúp cho các bạn rút kinh nghiệm, và những lần sau đi lại những cái khung đường đó thì các bạn sẽ biết được và các bạn sẽ tránh được cái hiện tượng rà côn, và các bạn sẽ chuẩn bị trước tinh thần để các bạn trả số, để các bạn làm những cái vấn đề giữ ga trả số làm sao cho nó mượt mà và không phải rà côn nữa ha các bạn. Thì rà côn 1-2 lần thì cũng bình thường thôi các bạn. Nói chung là các bạn đừng có bị rà côn suốt trong quãng đường mà các bạn đi thôi, chứ còn mà các bạn bị một gặp 1-2 trường hợp khó như vậy thì các bạn cứ việc rà côn đi, không sao đâu ha. Tại vì á, rà đít thì cũng chả sao đâu các bạn nha. Nên là nhiều bạn á, cứ sợ là rà côn nó hư xe. Thì
nó hư là nó có hư đó các bạn. Nhưng mà ví dụ như các bạn gặp cái đường khó á, mà các bạn lần đầu tiên các bạn xử lý á, các bạn bất ngờ á, thì chắc chắn các bạn phải ra rồi các bạn. Không có thể nào mà các bạn mà vượt qua nó một cách bình thường đơn giản được đâu ha. Nhưng mà những lần sau, ví dụ như các bạn tiếp xúc nó lại đi, các bạn gặp nó lại đi, thì các bạn không ra nữa, các bạn có kinh nghiệm hơn, các bạn xử lý tốt hơn, nên là các bạn sẽ không ra nữa, các bạn sẽ vượt qua đường nó một cách dễ dàng hơn, đơn giản hơn một chút xíu ha. Các bạn có thể thấy, không biết các bạn có thể thấy được không, nhưng mà đây, xe mình bây giờ hiện tại cái trip B đang là 32 cây nè các bạn. Mình đã thay nhớt xe, nhưng mà xe mình thì nó, hôm bữa mình đã nói cho các bạn biết là xe mình nó đang gặp một cái trường hợp, đó là chạy mà kêu tiền đó các bạn. Thì không phải là tới lúc thay nhớt mà nó kêu tiền đâu các bạn, tại vì mình bán nhớt mà, nên là mình thay thì mình thay thôi, chứ mình nói chung là mình bán nhớt là mình thay nhớt thì mình không có nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa. Tại vì là một lần mình mua nhớt thì mình mua vài triệu bạc tiền nhớt, đó là cái vấn đề mà thay nhớt mấy trăm ngàn thì mình không nghĩ đến nữa các bạn, tại vì kiểu gì thì chả phải thay, đúng không? Tại sao mình nói vấn đề là lúc mà chạy nó kêu tiền thì đây mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện. Hôm bữa mình rửa xe, mình phát hiện ra được là cái xe của mình nó bị một cái vấn đề là ướt ở bên cái vững bên chỗ cái chân, bên chân thắng của mình đây nè các bạn, nó chỗ cái miếng màu đen bên này nè đó. Thì mình có quay một cái video trên TikTok mình nói cho các bạn biết rồi đó, nhưng mà bạn nào chưa coi thì mình có thể nói lại cho vấn đề này luôn ha. Đó chính là cái xe mình nó đã bị rỉ nước mát các bạn. Thì tại sao nó lại bị rỉ nước mát? Thì trong cái video mà hơn một năm trước, lúc mình mới mua xe các bạn, chắc cũng đã gần 2 năm trời rồi, mình có nói cho các bạn về vấn đề là bị rỉ nước mát. Thì bây giờ xe mình đã bị gặp phải sau hơn 36.000 cây các bạn. Đây, 36.688 cây thì xe mình đã bị gặp. Thì chạy lâu thì cái phốt cao su nó bị chai các bạn, cái gì cũng vậy thôi. Những cái thứ đàn hồi như là cao su hay là cái gì đó thì nó sẽ mục dần, nó chai dần đi, thì cái khả năng giữ nước, giữ nhớt của nó không còn tốt nữa, nên là nó bị rỉ ra và thế là nó tràn ra ngoài các bạn. Thì cứ mỗi qua một đêm mình để xe ở nhà các bạn, hay là để xe ở đâu cũng vậy, cứ qua một đêm mình để xe thì dưới nền nhà nó sẽ có một cái giọt nhớt, giọt nước, một cái giọt gì đó mình không biết nữa, nó có thể là nhớt pha nước mát đó các bạn, chứ nó không phải là nhớt bình thường đâu ha. Tại vì nó hơi loãng loãng, kiểu gì ấy, nó bị nhiễu xuống nền. Kết quả là như thế nào? Cái đầu tiên là làm cho mình khó chịu, cái thứ hai là nó làm cho cái xe mình bị dơ. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó nó bị dính nước, dính nhớt các bạn, nó bị nhiễu ra, nó làm dơ nguyên cái miếng bẩn đó luôn. Thì cứ đi một vài bữa rửa xe, đi một vài bữa bụi nó dính vô chỗ đó là nhìn nó dơ kinh khủng. Và cái thứ ba là nếu như mà nó bị rỉ nhiều quá thì nó sẽ bị hụt nước mát và nó bị hụt nhớt nữa các bạn. Đó là trường hợp rỉ quá nhiều ha, còn xe mình nó rỉ ít à. Hôm bữa mình thay nhớt thì mình kiểm tra thì không có bị hụt nhớt thôi các bạn, nước mát thì vẫn đủ đó. Thì nó sẽ làm hư cái xe của các bạn nữa. Cái cách khắc phục đó chính là các bạn nên mang xe ra ngoài tiệm, tiệm nào cũng được các bạn, tiệm sửa xe các bạn uy tín ha, hoặc là các bạn không có biết tiệm sửa xe nào thì các bạn đem ra hết cũng được, thì họ sẽ mở ra và thay cái phốt cao su bơm nước đó các bạn, thì nó sẽ hết cái tình trạng như thế này. Nhưng mà có một điều đó chính là nếu như mà mở ra các bạn thì các bạn phải thay nước mát và thay nhớt lại. Nhưng mà xe mình thì mới thay nhớt chạy mới được có 36 cây thôi. Nên là thôi ha, mình nói là khi nào mình rảnh mình làm, nhưng mà bây giờ chắc là mình sẽ đợi đến khi nào mà xe mình chạy được tầm khoảng 2.000 cây mình làm ha. Tại vì bây giờ mới có 36 cây à các bạn, nhớt một lần mình đổ là bao nhiêu nhờ? 200 một bình là 240 hả? Một bình mình bán là bao nhiêu, 200 mấy á, không nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ hình như mình bán một bình là 240, thì 1 lít mốt là 264 ngàn. Mà bây giờ mới đổ vô chạy được ba mấy cây à, mới đổ được ngày rồi các bạn. Không lẽ bây giờ mình đi sửa cái phốt bơm nước này, cái tốn 260 ngàn rồi thêm mấy trăm ngàn tiền nước mát nữa. Cái bình nước mát của mình nó cũng cao lắm các bạn. Nên là thôi mình đợi ha, mình đợi thêm tầm 2.000 cây nữa rồi mình sửa luôn. Xe mình nó cũng không có bị hết nước hoặc là hết nhớt đâu, nên là bình thường, không sao hết. Chẳng qua là các bạn nhìn nó kiểu nó bị dơ với lại nó khó chịu á các bạn. Thì khi nào mình fit á thì mình sẽ quay video mình fit cho các bạn coi nhé. Đường này thì khá đông các bạn, bây giờ là 7:13 rồi. Ui ôi, 7:13 là hơi trễ giờ mình làm rồi. Thôi kệ không sao, mình sẽ chạy nhanh một chút xíu ha. Rồi thôi, thì chắc là mình sẽ đến công ty của mình rồi. Bây giờ cũng mưa luôn rồi nè các bạn, trời lại mưa lại rồi. Thì
chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu như bạn thấy hay cho mình một like video này, nhớ đăng ký kênh ở bên dưới để chờ các motor vlog tiếp theo của mình nhé. À và mình có bán nhớt nên là bạn nào mua nhớt thì nhớ ủng hộ mình nha. Tạm biệt các bạn, bye bye. Trời mưa luôn rồi, tới công ty nhanh thôi.